Để coi hôm nay có gì nào. Trời, hôm nay kiếm hết sức mình rồi, mình chỉ có cái này thôi hả? Một túi đồ ăn cũ, một cái lông chim và một cục xương. Thế làm sao mà no trời. Để mình kiếm kỹ lại coi. Phải có gì đó chứ. Con nhỏ này. Mày nghĩ là mày đang làm cái gì tại quán của tao vậy hả? Đây cái trời mưa như thế này. Con nhỏ này. Mày lục cái gì đây? Túi thùng rác đồ này nọ mà mày cũng lục nữa hả? Sao mày nghèo hèn tới vậy hả? Con chỉ đi kiếm mấy đồ cần thiết thôi mà. Nếu mà làm phiền chú thì con xin lỗi chú nha. Mong chú bỏ qua cho. Đúng là cái đồ nghèo hèn. Không được cắn người ta. Tới thùng rác mà cũng không tha. Không được, không được cắn người ta, nghe chưa? Thật tình nó khó khăn thật mà. Mưa ơi, thế nè. Trời sao mày ra ngoài này giờ? Trời mưa hết, ướt hết cả người kìa. Thật tình á. Xin lỗi mưa nha, hôm nay chỉ có cục xương này cho em ăn thôi. Nè, đó. Thật tình á. Khổ khăn quá mà. Nghèo chẳng có gì luôn. Quên mất. Ok, hello cả người mình đã xin mấy đây ảnh nhá. Và chào các bạn trở lại video của mình. Và chào các bạn trở lại video Minecraft. Hiện tại là trong một thân xác nghèo hèn. Thật tình nó cũng là cuộc sống khó khăn thật mà. Đi đâu cũng bị mọi người ghét và bỏ hết á. May mà có bé Mưa làm bạn với mình, không là mình cô đơn luôn á. Nè, đang của em này bé Mưa. Đó, em nhớ ăn nó nha. Túi đồ ăn cũ này không biết có ăn được không nữa. Nhưng mà thôi, có gì ăn cũng được mà. Khó khăn thật chứ. Ước gì mình cũng có một công việc gì đấy để mình đi làm nhở. Chứ cứ như thế này thì người ta ghét chết mất. Bây giờ mình phải chạy về gấp thôi. Nếu không là cậu chủ lại. Cô gái này. Nhưng mà thôi kệ đi, mình phải về gấp thôi. Gì bé Mưa thì đang ngủ mà. Trời, nó ngủ. Tôi đang ngủ mà. Thì ra đây là nhà của cô gái này sao? Ai vậy bé Mưa? Cô gái à, cô đã dậy rồi hả? Dạ vâng. Thiệt tình luôn á. Hôm qua tôi đi làm mà tôi chạy ngang qua đây á, cái tôi thấy cô ngồi ngay đây á, mà ngồi không có cái gì ăn á, mà có cục xương thôi cũng cho con chó ăn nữa. Cho nên là hôm nay tôi quyết định là đem mấy ổ bánh mì ra cho cô nè. Sao cô nhận không? Nè, đây là lòng thành của tôi á. Dạ thôi trời. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà thực sự tôi không có tiền đâu, nên anh cũng không cần phải cho tôi. Tại sao bánh mì ngon quá. Không ăn thì cũng hơi ổn á. Nếu mà cô không lấy thì nhưng mà anh có chắc là nó miễn phí đói không? Đói thì gan đi. Nhưng mà anh có chắc là nó miễn phí không nhở? Tôi đã bảo rồi. Bánh mì này chả có bao nhiêu tiền đâu. Thế bây giờ tôi mời cô đó. Cảm ơn anh nha. Ủa anh ơi, thế anh ơi. Anh ấy là ai vậy ta bé Mưa? Tự nhiên anh ấy xuất hiện trước mặt mình ấy cho mình rất là nhiều bánh mì luôn nè. Thế là không đói rồi. Nhưng mà người tốt như vậy thì mình phải trả ơn chứ. Chứ người ta cho bánh mì như thế này mình cũng hơi ngại thật. Đúng là người tốt thật mà. Lâu lâu mới có người tốt chứ. Ok bé Mưa, chị em chia ra ăn nha. Cái này có nhiều lắm nè, em ăn đi nha. Đúng là người tốt thật mà. Nhồng. Tính ra là hai ngày rồi bé Mưa ạ. Bây giờ anh ấy cũng không tới đây nữa. Đúng là mình cũng cảm ơn người ta một lời mà mình cũng không biết người ta đang ở đâu luôn á. Ok được rồi bé Mưa, hôm nay chị sẽ có một kế hoạch rất là hay rồi đó. Chị sẽ đi kiếm anh ta và gọi là theo dõi anh ta coi anh ta sẽ đi đâu để mình cùng hỏi và cảm ơn nữa. Chứ nhận bánh mì như thế này thì cũng gọi là hơi ngại chết đi được, đúng không bé Mưa? Tôi phải biết cảm ơn chứ. Được rồi, bây giờ chị đã có dụng cụ này bé Mưa. Đó, cái này là dùng chị hóa trang này. Đấy, mình sẽ hóa trang thành cây và sau đây mình sẽ đi kiếm anh ấy. Ok bé Mưa, đây giữ nhà giúp chị nha. Okay, cảm ơn em nha. Được rồi, bây giờ các bạn, bây giờ mình sẽ đi kiếm anh ta. Ok, bây giờ mình sẽ hóa trang. Let's go. Anh ta đâu kia kìa. Đang làm gì vậy? Anh ấy vô cái quán này nè. Anh ấy đang lựa đồ ăn nè. Anh ấy ra lại rồi.
hóa trang, hóa trang. Ồ à, mình chỉ là cái cây thôi, anh ấy sẽ không biết đâu. Ồ anh ấy giống một, anh ấy là một quán tạp hóa. Ồ à, đi đi đi, quay quay quay. Ồ anh ấy tiếp tục mua đồ tiếp kìa. Không biết anh ta là ai ta. Nãy giờ theo dõi hơi bị lâu rồi đó cô gái à. Thật ra muốn cái gì nữa đây? Cô cứ tưởng là tôi không thấy hả? Vậy, hồi nãy giờ tôi đã thấy cô từ cái khúc này đi lên đây rồi. Thật ra thì tôi không có ý đâu, nhưng mà thật ra thì từ lúc mà ngày anh giúp tôi á, nên tôi cũng gọi là muốn cảm ơn anh và hỏi tên là gì à. Chứ tôi không có ý gì đâu, nên anh đừng suy nghĩ gì nhá. Có vậy thôi mà cũng phải bài đặt lên, kế hoạch lên, kế hoạch đồ này nọ, đi theo dõi người ta nữa. Tên của tôi là Caron. Còn ở đây có một vài cái bento nè, đó. Tôi mua 4 cái lận á, cho nên là lấy một cái mà về đây. À không phải, hình như là cô phải lấy 2 cái nữa. Còn cho cái con bé mưa gì đó của cô nữa. cậu anh nha. Đúng rồi. Hả? Ngày mai có gì thì tôi sẽ đi gọi là đi mua đồ mới cho cô nha. Thiệt tình luôn á. Tôi chả biết là bà mặc cái bộ đồ này bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi mà. Nói chung là nó cũng hơi bốc mùi chút xíu á, thiệt tình á. Ủa nhưng mà anh ơi, cậu phải tốt quá tôi không nhỉ? Thực sự tôi cũng đâu có gì còn nắm mang ơn của anh đâu, với lại là tôi có giúp đỡ cho anh đâu, sao anh tốt với tôi vậy? Thật ra thì nếu mà để nói thẳng ra, tôi nghĩ rằng cô là một người tốt. Hả? Nhưng mà chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Thế á? Tôi cũng là từng như cô mà. Thôi được rồi, chuẩn bị thôi. Vài tiếng nữa thì tôi quay lại sẽ dẫn nha. Dạ tôi vâng. Đi về canh quán cái đã. Cảm ơn anh nha. Không ngờ mình được gặp một người tốt như vậy. Mà nó còn đẹp trai dễ thương nữa. Đúng là thế là mình sẽ đổi đời đúng không em ơi? Đúng là sống tốt cũng gọi là gặp chuyện tốt mà. Bây giờ mình đã chờ đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Thế là mình sẽ được sung sướng rồi. Đúng là gặp người tốt thật mà. Nè em ơi, em ăn nè. Chị em ăn nha. Itadakimasu. Ăn nhom nhom. Không biết là anh này có thích mình không ta? Mình cũng chả biết nữa. Không nhau nhau. Trời ơi, ai mà đâu đi nói giỡn với bà ơi. Đây, ôi. Vô Trời, chào chị nha. Hôm nay em dẫn bạn em tới đây mua đồ nè. Tôi sợ bẩn quá. Xin chào nha. Chào. Wow. Thấy chưa? Ôi, đây đẹp nhiều đồ lắm nè. Có váy đồ, áo thun, quần đồ á. Bà thích cái này bà cứ lựa đi. Miễn sao mà bà thay giùm tôi cái bộ đồ này là được rồi. Cậu anh vô nha. Trời ơi. Wow, đây đẹp quá. Lần tiên mình thấy mấy bộ đồ xinh đẹp vậy luôn á. Wow. Vậy tôi lửa nha. Thôi mấy. Ok, cậu ngon nha. Wow, đẹp quá. Đừng, đây là lần đổi đời của mình nha. Vui quá à. Ok, mình coi coi. Wow, bộ này đúng đẹp luôn á. Wow, không ngờ mình có cái bộ đồ đẹp xinh đẹp như thế này. Không biết là có hợp với mình không ta. Anh Caron ơi. Ta da. Trời, công nhận mặc bộ đồ này vô. Nhìn cô sạch sẽ hơn dễ sợ luôn trời. Nhìn khác hơn nãy luôn á. Trời ơi, hồi nãy mặc cái bộ đồ gì mà nó bằng hàng dễ sợ luôn á. Cảm ơn nha. Bộ này hợp với cô. Chị ơi, thanh toán giúp em vậy ạ. Một triệu đồng. Dạ. Anh ơi, hình như nó có phiền lắm cho anh không vậy? Không, trời ơi, vài đồng lẻ mà. Vài đồng bạc lẻ. Rồi, chuyện này là bình thường thôi. Cô cứ giữ cái bộ đồ đó đi. Đúng rồi, bây giờ cô cũng đói rồi đúng không? Bây giờ tôi chở cô đi ăn nha. Anh tốt với tôi quá à, cảm ơn nha. Trời ơi, đúng rồi. Đi ăn thôi. Ok. Lần tiên mình vào nhà hàng ăn luôn á. Cô ơi. Hả? Nè, tôi đưa tiền cho cô nè. Có gì cô vô đây á rồi thích ăn cái gì ăn nha. Thế rồi, ông chủ tôi giờ kêu tôi rồi. Tí nữa gặp lại nha. Ok. Ăn đi. Bye bye.
Wow, nên tóc dễ sợ luôn á. Wow. Mình cảm giác kiểu sắp giàu hay sao á. Wow, nhìn đồ ăn này đúng ngon luôn á. Wow, ok chào anh nha. Wow, trời ơi, đúng là sắp đổi đời. Đúng là vui quá nè. Ok, hôm nay mình phải ăn no nê cho bằng được mới được. Lâu lâu mới có dịp mà đúng không? Itadakimasu. Wow. Nhau. Wow, ngon dễ sợ luôn á. Nhau. Tính ra bây giờ cũng tối rồi. Mà sao anh ấy vẫn chưa tới đây ta? Để mình đi kiếm anh ấy thử xem sao. Không biết là anh ấy có... anh ấy đâu kia kìa. Anh Kairon. Khoan, anh ấy đang nói chuyện với ai vậy? Hey, hello Kai. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Không biết là giờ gần đây cuộc sống của cậu như thế nào? Cuộc sống của tôi như thế nào sao? Còn phải hỏi sao? Dạo này đang làm cho ông chủ tịch mà. Tất nhiên là cuộc sống phải khấm khá hơn hồi xưa rất nhiều rồi. Thì nói chung thì nếu như vậy thì tôi cũng mừng cho cậu. Ủa, mà nghe nói là cậu đang quan tâm chăm sóc bé nào đó hả? Chắc chắn biết ngay thế nào cũng sẽ bị hiểu lầm mà. Thật ra thì con nhỏ đó, tôi chỉ đang lợi dụng nó thôi. Hả? Sao chứ? What? Chủ tịch đang đi cần tìm những con người hiền lành và tốt bụng như nó. Tôi sẽ cố gắng lấy con nhỏ này về kéo cho chủ tịch. Còn ngoài ra nếu mà nói về chuyện yêu đương thì không có đâu. Nghĩ sao vậy? 4.0 rồi. Làm gì có mấy cái chuyện mà hoàng tử mà đi cứu công chúa chứ. Hóa ra là cậu chỉ đang lợi dụng con bé thôi hả? Bộ cậu không thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Cái gì có tiền thì mình làm thôi. Không, mọi chuyện là vậy sao? What? Mình không. Tại sao họ chịu lên như này chứ? Thật là tôi chưa bao giờ. Không. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Tại sao? Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được. Mình đã quá tin người rồi.